Cái đó bình thường. Ít bột đặc đặc. Quay dùm la cha. Đây là nhà mình mới mới cắt nữa các bạn. Trời. Mà tiền của người ta, mình cắt mà tiền của người ta. Đây đây, thợ này, thợ này, thợ luôn á, đỉnh nhất trong năm. Mập nhất trong năm. Có biệt danh là ú đệ. Má đường hồ lên. Đường hồ lên quy giéo cũng thẳng quá chứ. Đường hồ lên quy giéo cũng thẳng như chứ. Gì? Đường hồ lên máy cũng thẳng đó mày. Thẳng chứ đi. Không, đường hồ lên máy cũng thẳng đó. Giờ mình đâu biết đâu. Sao mà biết được? Giờ không thấy công luôn. Hả?